Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Quốc tế tẩy chay, nội bộ đấu đá, Tập Cận Bình thanh trừng đối thủ. Để chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 20 vào năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang không ngừng nỗ lực củng cố quyền lực độc tôn để tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước lâu dài bằng hai chiến lược cốt lõi là thứ nhất là phong trào suy tôn lãnh tụ và thứ hai là chiến dịch thanh trừng mới. Không lâu sau khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2018, Tập Cận Bình đã cho xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chức Chủ tịch Trung Quốc và dọn đường cho nhiệm kỳ thứ ba và những nhiệm kỳ sau đó của ông trên cương vị nguyên thủ quốc gia tại đất nước cộng sản lớn nhất thế giới này. Đây là hình ảnh bức chân dung lớn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ diễu hành ở Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Và cho đến nay nữa là giữa nhiệm kỳ thứ hai của mình thì ông Tập Cận Bình đã củng cố hình ảnh với nhân dân Trung Quốc bằng việc chiếm lĩnh không gian truyền thông. Hãng tin RFI của Pháp đã ghi nhận vào ngày 2 tháng 9 năm 2020 vừa qua trên trang web của Tân Hoa Xã, những thông tin chính trong ngày về Trung Quốc đều nêu bật hoạt động của ông Tập Cận Bình. Nào là ông Tập với lũ lụt sông Hoàng Hà, với việc giảng dạy triết học chính trị, với cải tổ kinh tế, với môi trường, với Tây Tạng, nào là Tập Cận Bình và hợp tác với Indonesia và quan hệ với Maroc. Trước đó, trong phiên họp 2 ngày từ 26 đến 27 tháng 12 năm 2019, ông Tập Cận Bình lần đầu tiên được Bộ Chính trị Trung Quốc gồm 25 ủy viên nhắc và đề cập như một lãnh tụ nhân dân, danh xưng trong quá khứ chỉ được dùng cho nhà lập quốc Mao Trạch Đông mà thôi. Có thể danh xưng kể trên không trao cho Tập Cận Bình thêm quyền lực, nhưng lại cho thấy một phong trào suy tôn lãnh tụ nở rộ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi được Bộ Chính trị Trung Quốc đề cập trong báo cáo hội nghị bằng cụm từ lãnh tụ nhân dân, ông Tập đã được một số quan chức cấp cao gồm Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư và truyền thông nhà nước nhắc đến bằng danh thư này trong nhiều dịp khác nhau. Đây là hình ảnh một màn hình lớn trình chiếu tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một khu phố thương mại ở Bắc Kinh. Các tờ báo đảng của Trung Quốc như báo Nhân dân, Nhật Báo đăng tải bài viết trên trang nhất số ra vào hôm 25 tháng 8 năm 2019 với tiêu đề Lãnh tụ nhân dân yêu nhân dân. Trong chuyên đề về lưỡng hội Trung Quốc gồm kỳ họp quốc hội và chính hiệp toàn quốc vào hồi đầu tháng 3 năm 2019, Tân Hoa Xã cũng cập nhật với nhan đề lớn như sau: Hoạt động của lãnh tụ nhân dân Tập Cận Bình tại lưỡng hội. Còn vào tháng 10 năm 2017, Bộ Chính trị Trung Quốc lần đầu tiên nói ông Tập xứng danh là lãnh tụ của đảng, được toàn đảng ủng hộ, được nhân dân yêu mến. Truyền thông quốc tế cũng bình luận thông điệp từ hội nghị Bộ Chính trị Trung Quốc vào cuối năm 2019 là một dấu mốc nữa đánh dấu địa vị và quyền lực tối cao của ông Tập Cận Bình tại Trung Quốc, sau khi ông được xác lập vị thế hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2016. Tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào điều lệ đảng này vào năm 2017 và được đưa vào Hiến pháp Trung Quốc vào năm 2018. Cùng với phong trào suy tôn lãnh tụ, Chủ tịch Trung Quốc đã tung ra chiến dịch thanh trừng mới, khiến nhiều người liên tưởng đến chiến dịch chỉnh phong của Mao Trạch Đông trước kia. Đây là hình ảnh ông Triệu Khắc Chí, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Chiến dược chỉnh phong Diên An do Mao tung ra vào năm 1942 kéo dài 3 năm đã làm cho khoảng 10.000 người thiệt mạng trong hàng ngũ các đối thủ thật sự hay chỉ bị nghi là chống Mao trong nội bộ đảng, và 10% đảng viên đã bị khai trừ. Còn Tập Cận Bình khởi động đợt thanh trừng nhắm vào ngành công an, tư pháp và quần máy an ninh nhà nước nhằm dập tắt hẳn mọi phản kháng trong nội bộ vào thời điểm 2 năm trước khi đại hội quan trọng diễn ra vào năm 2022. Đặc biệt khi trình bày chiến dịch, ông Trần Nhất Tân, Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, một nhân vật thân cận với Tập Cận Bình phụ trách việc thanh trừng, đã chọn những từ ngữ gợi lên thời kỳ đen tối của chủ nghĩa Mao như chỉnh huấn đội ngũ cán bộ hoặc là nạo độc đến tận xương. Ông Trần cho biết chiến dịch chỉnh phong 2.0 này để đội ngũ tư pháp và chính quyền phải hoàn toàn trung thành, trong sáng và đáng tin cậy. Chiến dịch này bắt đầu từ tháng 7 sẽ diễn ra trong 2 năm và kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2022, tức là 6 tháng trước Đại hội Đảng lần thứ 20 của Trung Quốc. Nhà chính trị học độc lập Lôi Cường ở Bắc Kinh giải thích, ngoài mặt thì là chống tham nhũng, nhưng thực tế là thanh trừng để tống khứ đi những người cạnh tranh nhằm nắm được quyền lực tuyệt đối trong Đại hội Đảng lần thứ 20. Và chỉnh phong nhằm hợp pháp hóa một nhà nước công an trị.
Và những ngày gần đây, những nạn nhân đầu tiên trong đợt thanh lọc tàn khốc đã xuất hiện tại thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam, khoảng 30 cán bộ đã bị cách chức. Nổi bật nhất là Giám đốc Công an Thượng Hải Cung Đạo An, chức vụ quan trọng tại thành phố giàu nhất Trung Quốc, và hồi giữa tháng 8 đã bị thanh tra. Ông Cung là lãnh đạo cảnh sát ở Thượng Hải từ năm 2017, đã bị bắt với tội danh vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Trước đó, vào cuối tháng 6, Giám đốc Công an Trùng Khánh, một thành phố lớn phía Tây, Đặng Khôi Lâm cũng có trùng số phận. Đúng như Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí tuyên bố là chiến dịch để đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng Công an Trung Quốc. Chiến dịch này đã truy lùng những kẻ hai mặt, những cán bộ bị nghi ngờ là không trung thành với ông Tập Cảnh Bình. Xu hướng sùng bái cá nhân Tập Cảnh Bình và cuộc thanh trừng nội bộ dưới mác là chiến tranh và chiến dịch chống tham nhũng cũng đã gây bất mãn trong giới ưu tú tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh bà Thái Hà, cựu giáo sư trường Đảng Trung ương, một đảng viên kỳ cựu đã bị khai trừ đảng tịch, đồng thời hủy bỏ đãi ngộ hưu trí vì phát ngôn mang tính chính trị. Nhiều người trong các thành phần lãnh đạo xí nghiệp Trung Quốc quốc doanh, giới cán bộ nhà nước, giới giảng dạy đã bị tịch thu hộ chiếu, không thể xuất ngoại vì lý do cá nhân. Những tiếng nói phản biện hiếm hoi trong đảng đều bị bắt giữ, truy lùng hoặc khai trừ. Bà Thái Hà, cựu giáo sư trường Đảng Trung ương là trường hợp mới nhất phải trả giá, bị khai trừ khỏi đảng, bị hủy bỏ đãi ngộ hưu trí vì đã chỉ trích việc tập trung quyền lực vào tay Tập Cảnh Bình theo kiểu trùm mafia và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc đã là thây ma chính trị. Không ai có thể cứu vãn được cuộc khủng hoảng này. Bà đã phải trốn sang nước ngoài đi tị nạn. Và giáo sư Hứa Trương Nhuận của trường Đại học Thanh Hoa cũng bị công an bắt do phê phán việc xử lý đại dịch. Còn chuyên gia Tăng Duệ Sinh giải thích, Tập Cảnh Bình càng mạnh thì ông ta càng cảm thấy an toàn hơn, càng siết chặt những tiếng nói phản kháng. Từ nay chỉ cần chỉ trích là trở thành nhà ly khai. Việc cá nhân hóa quyền lực đã khiến Tập phải tiếp tục chứng tỏ ông ta là người mạnh nhất, không ai có lợi gì khi phản đối ông ta. Ông Tăng Duệ Sinh kết luận, giờ đây ai phản đối sẽ phải sẵn sàng đi đến tận cùng hoặc phải trả giá đắt, không có một chỗ nào cho đối thoại. Ở Trung Quốc giờ đây không ai dám lên tiếng chính thức phản đối, nhất là khi ông Tập Cảnh Bình đã cài người của ông vào mọi nơi. Đây là hình ảnh Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 5 năm 2020. Một nhà ngoại giao giải thích, trước đây người ta phân tích việc đề bạt lãnh đạo ở các tỉnh trên cơ sở phe phái. Bây giờ thì người ta tìm cách phân biệt họ thuộc nhóm trung thành nào của ông Tập Cảnh Bình. Giới kỹ trị của các tập đoàn công nghiệp quân sự, nhóm Chiết Giang là nơi ông Tập Cảnh Bình khởi đầu sự nghiệp, hoặc là nhóm những người ông Tập quen biết khi còn học ở đại học giới tài chính, tất cả đều có năng lực và trung thành với Tập Cảnh Bình. Trong 30 năm qua, bà Thái Hà đã là nhân vật quan sát và chứng kiến quá trình của Đảng Cộng sản Trung Quốc với tư cách là giảng viên của trường Đảng Trung ương. Bà đã trả lời đài phát thanh và truyền hình CNN của Mỹ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thời ông Hồ Cẩm Đào nắm quyền thì còn biết khoan dung trước những ý kiến bất đồng. Nhưng sau khi ông Tập Cảnh Bình lên nắm quyền thì dân chủ trong đảng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đề cao đã trở thành giả hiệu. Bầu không khí chính trị hiện nay trong Đảng Cộng sản Trung Quốc là cán bộ cấp dưới luôn giấu sự thật khi chia sẻ thông tin với cấp trên. Họ chỉ đề cập tới những gì mà cấp trên muốn nghe. Chính điều này đã khiến thông tin mà giới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận được hoàn toàn sai lệch. Quá trình quyết sách cũng vì thế mà thiếu căn cứ khoa học, dân chủ, công khai và minh bạch. Đặc biệt, bà nhận định ông Tập Cảnh Bình lên nắm quyền đã có những phát ngôn, suy nghĩ và hành động mang dấu hiệu như thời cách mạng văn hóa tới ông Mao Trạch Đông. Ông Tập đang dẫn dắt Trung Quốc rời xa con đường mở cửa và cải cách. Giờ đây, ông Tập một mình đã nắm đại quyền trong đảng, chính phủ và quân đội, thậm chí ông còn muốn làm lãnh đạo trọn đời và đang kéo lùi sự phát triển của đất nước đông dân nhất thế giới này. Về kinh tế, doanh nghiệp nhà nước lấn át doanh nghiệp tư nhân, thậm chí khôi phục hợp tác xã, cung ứng, tiêu thụ để chuẩn bị cho kế hoạch kinh tế. Về pháp trị thì hoàn toàn thụt lùi, cơ quan chính phủ ngày càng không có sự đôn đốc giám sát của xã hội và sự tự trị ở tầng cơ sở lùi trở lại sự thống trị của ban bí thư một cách trắng trợn. Về văn hóa thì học tập Bạch Hy Lai hát nhạc đỏ, đi theo đường cũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn về nhân quyền thì giám sát người Duy Ngô Nhĩ trên quy mô lớn, đàn áp một cách toàn diện đối với nhân sĩ bất đồng chính kiến, luật sư nhân quyền hoặc là nhân sĩ tôn giáo v.v. và quan hệ đối ngoại ngày càng có xu hướng bế quan, tỏa cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 với bản tin Quốc tế tẩy chay, nội bộ đấu đá, Tập Cảnh Bình thanh trừng đối thủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.